Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 10 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho việc theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm lược nội dung phần 10 như sau. Bạch Quý Thọ và Thường Kim Bằng đang trình diễn thanh đao Đồ Long lập uy, thì Tạ Tốn đột ngột xuất hiện, y lừng lững bước đến, tước đoạt lấy thanh đao, rồi lần lượt hiển lộ rõ võ công cực cao, giết các cao thủ của Thiên Ưng Giáo, Cự Kình Bang và Thần Quyền Môn. Bây giờ chỉ còn Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố và các thuộc hạ của các bang giáo. Tạ Tốn tự phụ võ công và nội lực đều hơn hẳn hai người, nên lão ta cho họ được tự chọn loại binh khí, quyền cước, nội công, ám khí, khinh công, thủy công. Lão sẵn sàng hầu tiếp, nếu ai thua thì phải tự sát liền. Trương Thúy Sơn rút cây phán quan bút đúc bằng thép, xin viết mấy chữ. Chàng đến bên vách đá thuộc ngọn núi bên trái, tung người lên cao hơn 3 trượng, nhấp nhô mấy lần, khắc sâu vào vách đá 24 chữ: Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ, Mạc Cảm Bất Tòng, Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong. Viết xong, chàng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Ân Tố Tố. Tạ lão lặng lẽ nhìn lên vách đá một lát rồi nhận thua. Trương Thúy Sơn yêu cầu lão chấp thuận một việc, đó là tha mạng cho mọi người trên đảo. Tạ lão cứ việc mang đao Đồ Long đi. Kim Mao Sư Vương đã nuốt lời hứa, không thực hiện. Lão chỉ tha chết cho hai người trẻ tuổi, bảo bọn họ xé áo nút hai lỗ tai lại, rồi há to mồm, cất tiếng hú thật dài. Tất cả người của Thiên Ưng Giáo, Cự Kình Bang, Thần Quyền Môn lần lượt ngã xuống, lăn lộn trên đất. Cuối cùng họ nằm bất động. Tạ Tốn mời Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố lên chiếc thuyền được giấu riêng ở mé đông hòn đảo của y, rồi ra lệnh cho bọn thủy thủ câm điếc đưa thuyền ra khơi. Tạ Tốn tuyên bố sẽ đến một hoang đảo yên vắng để tìm ra bí mật của đao Đồ Long. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Lát sau, chàng quay đầu nhìn qua sông cửa, ngắm cảnh biển. Thấy mặt trời sắp chìm vào các đợt sóng, ánh chiều tà chiếu trên mặt biển thành ngàn vạn con rắn vàng lấp lóa bất định. Chàng đang xuất thần, chợt ngạc nhiên. Sao Tịch Dương lại lặn ở phía đuôi thuyền? Bèn ngoảnh lại nói với Tạ Tốn. Tài công lái thuyền lạc hướng rồi, thuyền lại đi về hướng đông. Tạ Tốn nói. Thì hướng đông, không sai. Ân Tố Tố sợ hãi nói. Phía đông là biển cả mênh mông, mình đi đâu bây giờ? Sao tiền bối không lệnh cho tài công đổi hướng? Tạ Tốn nói. Ta chẳng đã nói với các người rồi sao? Ta lấy được thanh đao Đồ Long, cần tìm một nơi yên tĩnh, thanh vắng để suy nghĩ xem vì sao thanh đao này lại là Võ Lâm Chí Tôn, Hiệu Lệnh Thiên Hạ, Mạc Cảm Bất Tòng. Trung Nguyên là dùng đất lắm chuyện, lỡ có người biết bảo đao trong tay ta này, kẻ này đến cướp, mai kẻ khác tới trộm, cứ phải lo đánh đuổi họ cũng đủ nhiêu khê phiền toái, làm sao tĩnh tâm được? Nếu người tìm đến lại là cao thủ như Trương Tam Phong tiên sinh, giáo chủ Thiên Ưng Giáo, thì Tạ mổ chắc gì đã thắng nổi họ. Bởi vậy ta phải ra ngoài đại dương bao la tìm một hoang đảo không giấu chân người để ở. Ân Tố Tố nói. Vậy hãy cho chúng giảng bối về trước đi. Tạ Tốn cười. Các ngươi về Trung Nguyên thì lộ hết hành tung của ta ư? Trương Thúy Sơn giận dữ đứng phát lên hỏi. Vị tiền bối định sao đây? Tạ Tốn nói. Đành phiền hai vị cùng ta sống cuộc đời tiêu dao khoái lạc trên hoang đảo này vậy. Trương Thúy Sơn nói. Lỡ 10 năm, 8 năm tiền bối vẫn chưa nghĩ ra bí mật của thanh đao Đồ Long thì sao? Tạ Tốn nói. Thì hai vị ở trên hoang đảo với ta 10 năm, 8 năm, nếu cả đời ta chưa nghĩ ra thì hai vị theo ta cả đời. Hai vị trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, trên hoang đảo kết thành phu thê, sinh như dục nữ, ha, chẳng hay lắm sao? Trương Thúy Sơn cả giận đập bàn quát. Lão chớ nói bậy. Chàng liếc nhìn Ân Tố Tố, thấy nàng thẹn thùng cúi đầu, hai má đỏ bừng. Chàng thầm hoảng sợ, có linh cảm rằng nếu ở lâu bên cạnh Ân Tố Tố, chỉ e chàng khó tự kiềm chế. Tạ Tốn là một cường địch, cái tâm duyên ý mã trong lòng chàng còn là loại cường địch ghê gớm hơn.
Như thế, bốn bề đầy rẫy nguy cơ, phải nhanh chóng thoát ra sớm chừng nào hay chừng ấy. Nghĩ như vậy, chàng nén lửa giận, nói: "Ta tiền bối, tại hạ là người nói sao làm vậy, quyết không tiết lộ hành tung của tiền bối. Ngay bây giờ, tại hạ có thể lập trọng thệ sẽ không tiết lộ những điều tai nghe mắt thấy hôm nay với bất kỳ ai." Tạ Tốn nói: "Trương Ngũ Hiệp là hiệp nghĩa danh gia, một lời nặng ngàn vàng, nói như dao chém đá. Chúng giang hồ sớm đã lan truyền như thế. Nhưng Tạ Mỗ từ năm 28 tuổi đã lập trọng thệ. Người hãy coi ngón tay của ta đây." Nói đoạn, chìa tay phải ra, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố thấy ngón út đã bị chặt đứt, chỉ còn bốn ngón. Tạ Tốn thông thả nói: "Năm đó, người mà ta bình sinh sùng kính nhất, yêu quý nhất, đã làm nhục ta, hại ta phá nhân vong. Phụ mẫu thê nhi của ta chỉ trong một đêm chết không còn một ai. Bởi vậy, ta chặt ngón tay lập thệ, Tạ Mỗ còn sống ngày nào, quyết không tin bất cứ người nào cả. Năm nay ta 41 tuổi, 13 năm nay, ta chỉ làm bạn với cầm thú. Ta tin tưởng cầm thú chứ không tin con người. 13 năm qua, ta giết cầm thú ít hơn là giết người." Trương Thúy Sơn rùng mình, nghĩ thầm: "Thảo nào lão ta có võ công tuyệt thế mà chốn giang hồ không hề nghe nhắc đến tên tuổi. Biến cố mà lão ta gặp năm 28 tuổi hẳn phải vô cùng thảm khốc, nên lão ta mới phẫn thế kỵ tục, lánh mình ẩn cư, căm hận hết thảy mọi người trong thiên hạ." Chàng rất thống hận hành vi tàn ác bạo ngược của Tạ Tốn, nhưng lúc này nghe lão nói thế, chàng bất giác cảm thấy đôi chút đồng tình. Trầm ngâm giây lát, chàng nói: "Tạ tiền bối, mối thâm cừu đại hận ấy, tướng tiền bối đã báo hận rồi chứ?" Tạ Tốn nói: "Chưa, kẻ hại ta võ công cực cao, ta chưa thắng được hắn." Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng, nói: "Còn lợi hại hơn tiền bối kia, người đó là ai vậy?" Tạ Tốn nói: "Tại sao ta phải nói tên hắn ra cho mình thêm nhục? Nếu không phải vì mối thâm cừu đại hận ấy, ta hà tất phải đi cướp Thanh Đao Đồ Long, hà tất phải khổ công tìm hiểu bí mật của Thanh Đao. Trương Ngũ Hiệp, ta vừa gặp người đã thấy hợp tính. Nếu không, cứ như tính nết của ta, thì ta đã chẳng để người sống đến phút này. Ta để cho hai người sống thêm một thời gian nữa đã là phá lệ rồi. Chỉ e sẽ có chuyện không hay thôi." Ân Tố Tố nói: "Sống thêm một thời gian nữa là sao?" Tạ Tốn thản nhiên nói: "Là chờ đến khi ta nghĩ ra bí mật của Thanh Đao Đồ Long, lúc rời quan đảo, ta sẽ giết hai người. Ta nghĩ ra chậm ngày nào, hai người được sống thêm ngày đó." Ân Tố Tố nói: "Ồ, thanh đao này nặng nề, chỉ được cái sắc bén, lửa nung không chảy, chứ có gì bí mật đâu. Câu hiệu lệnh thiên hạ mà cảm bất tòng, chẳng qua chỉ có nghĩa nó là thứ binh khí có thể làm bá chủ thiên hạ mà thôi." Tạ Tốn nói: "Nếu đúng là như vậy, ba chúng ta sẽ ở hoàng đảo một thời gian dài lắm đó." Bỗng nhiên thần sắc của lão trở nên sầu thảm, tuyệt vọng. Cảm thấy nếu Ân Tố Tố nói đúng thì suốt cuộc đời lão ta sẽ không thể báo cừu. Trương Thúy Sơn nhìn thần sắc của lão, nhịn không nổi, định nói vài lời an ủi. Nào ngờ Tạ Tốn hừ một tiếng, thổi tắt ngọn nến, nói: "Ngủ thôi." Đoạn thở dài một tiếng não nuột, một tiếng thở dài chứa đựng nỗi thống khổ vô cùng, nỗi tuyệt vọng vô tận, tưởng như không phải tiếng người mà là tiếng rên của con thú bị thương sắp chết. Tiếng đó lẫn vào tiếng sóng biển bên ngoài khoang thuyền, Trương Ân hai người nghe thấy không khỏi rùng mình. Từ cửa khoang thuyền, gió biển thổi vào từng cơn. Ân Tố Tố y phục mỏng manh, một lát sau rét không chịu nổi, bắt đầu run. Trương Thúy Sơn hỏi nhỏ: "Cô nương lạnh hả?" Ân Tố Tố nói: "Còn chịu được." Trương Thúy Sơn cởi trường bào, nói: "Cô nương khoác lên người đi." Ân Tố Tố vô cùng cảm kích, nói: "Không cần đâu, chàng cũng lạnh mà." Trương Thúy Sơn nói: "Ta không sợ lạnh." Rồi cứ dúi trường bào vào tay nàng. Ân Tố Tố cầm lấy, khoác lên vai, cảm thấy hơi ấm của Trương Thúy Sơn thật là êm dịu, bất giác mỉm cười sung sướng trong bóng tối. Trương Thúy Sơn chỉ nghĩ kế thoát thân, suy đi tính lại chỉ có một cách: "Không giết Tạ Tốn chẳng thể nào thoát được." Chàng giỏng tai nghe, giữa tiếng ầm ào của sóng biển chỉ nghe tiếng thở ngưng trọng của Tạ Tốn. Rõ ràng lão ta đã ngủ say. Chàng nghĩ thầm:
Người này lập trọng thệ, suốt đời quyết không tình ai. Này đi chung thuyền với ta, lão lại yên tâm nằm ngủ, không sợ ta hạ độc thủ hay sao? Dẫu thế nào, ta cũng phải mạo hiểm tấn công. Nếu trì hoãn, cả đời ta sẽ phải theo lão sống nơi đảo hoang này. Chàng nhẹ nhàng xích lại bên Ân Tố Tố, định kề tai nói nhỏ với nàng vài câu. Nào ngờ lúc ấy Ân Tố Tố quay mặt lại, đôi bên chạm nhau, môi của Trương Thúy Sơn đặt ngay lên má nàng. Trương Thúy Sơn giật mình, định biện bạch là mình không có ý khinh bạc, song chưa biết nói sao. Ân Tố Tố trong lòng vui sướng, ngã luôn đầu vào vai chàng, cảm thấy êm đềm dịu ngọt. Những mong con thuyền cứ trôi mãi thế này giữa đại hải mênh mông, trôi cả trăm năm đừng tới bến. Chợt Trương Thúy Sơn lại ghé môi nói nhỏ bên tai nàng. Cô nương đừng giận nhé. Ân Tố Tố thẹn thùng, đỏ bừng cả mặt như một đóa hồng, cũng thấp giọng nói. Chàng thích muội, muội sung sướng vô cùng. Nàng tuy hành sự tùy hứng, giết người không chớp mắt, nhưng trong ái tình nào có khác chi mọi cô gái trong thiên hạ biết yêu lần đầu. Trong lòng vừa mừng vừa lo, vừa hoảng sợ. Nếu không phải trong bóng tối, chắc đến nói cũng chả dám. Trương Thúy Sơn ngẩn người, không ngờ lời xin lỗi của mình lại khiến đối phương thổ lộ chân tình. Ân Tố Tố kiều diễm tuyệt trần, từ lần gặp đầu tiên nàng đối với chàng mặn mà đầy tình ý. 7 tiếng nàng vừa thốt ra đã thể hiện toàn bộ lòng yêu thương. Trương Thúy Sơn đang tuổi thanh xuân, khí huyết dồi dào, tuy tự kiềm chế để giữ lễ, song rốt cuộc đâu phải là gỗ đá. Chỉ cảm thấy thân hình mềm mại của nàng ngã vào bên vai chàng, mùi hương nhẹ nhàng ngây ngất xông lên mũi. Chàng đang định nói với nàng vài lời tình tứ, bỗng sực nghĩ. Trương Thúy Sơn, đại địch đang ở trước mặt, sao không lo đến? Là giáo huấn của ân sư mi quên sạch rồi ư? Dẫu nàng và mi có tình ý với nhau, nàng có ơn với Du Tam Ca, nhưng suy cho cùng, nàng xuất thân tà giáo, hành vi bất chính. Mi có muốn lấy nàng cũng phải thưa bẩm với ân sư, được lão ân sư cho phép, lại phải nhờ mai mối, há có thể làm điều sần bậy trong bóng tối sao? Nghĩ đến đây, chàng liền ngồi thẳng người dậy, nói nhỏ. Hai đứa mình phải tìm cách chế ngự lão ta mới có thể thoát thân được. Ân Tố Tố đang mơ mơ màng màng, nghe chàng nói vậy bất giác ngẩn ra hỏi. Gì kia? Trương Thúy Sơn nói nhỏ. Hai ta lâm vào hiểm cảnh, nếu nhân lúc lão ta ngủ say mà tấn công thì không phải là hành vi của đại trượng phu. Ta sẽ gọi lão dậy, đấu chưởng với lão. Nàng hãy ném ngân châm đả thương lão, lấy 2 địch 1. Kể ra cũng đúng cách còn nhà võ, nhưng võ công của hai ta so với lão quá chênh lệch, đành phải dùng cách đó vậy. Mấy câu này chàng nói thật nhỏ, nghe chỉ như tiếng mũi do ve, lại kề môi sát tai nàng mà nói. Nào ngờ Ân Tố Tố chưa kịp đáp thì Tạ Tốn ở khoang sau đã cười ha hả, y nói. Nếu ngươi bất ngờ đánh lén, Tạ mổ tuy chẳng để cho ngươi làm được gì, song cũng còn chút hy vọng. Này lại muốn quang minh chánh đại, bảo toàn môn phong nghĩa hiệp của danh môn chánh phái, thì quả thật chỉ chuốc khổ vào thân mà thôi. Chữ thôi vừa dứt, thân hình đã vọt tới trước mặt Trương Thúy Sơn, dung chưởng đánh vào ngực chàng. Trương Thúy Sơn khi đang nghe lão nói, sớm đã ngưng tụ chân khí, ám dẫn công lực, đợi lúc chưởng của lão vừa đánh ra, liền giơ hữu chưởng, sử dụng miên chưởng, sư môn tâm truyền chống đỡ. Hai chưởng đụng nhau, chỉ nghe khẽ bợp một tiếng, chưởng lực bài sơn đảo hải của đối phương đã ào tới. Trương Thúy Sơn biết công lực của đối phương hơn mình quá xa, nên đã dự tính trước, chỉ thủ không công, cầm cự được phút nào hay phút đó. Vì thế, khi hai chưởng đụng nhau, chưởng của chàng bị đẩy lùi 8 tấc. 8 tấc sai biệt đó khiến chàng phòng ngự càng thêm dễ dàng. Bất kể Tạ Tốn giận kình như thế nào, nhất thời cũng không phá được chưởng lực phòng ngự của chàng. Tạ Tốn đẩy ra liên tiếp 3 luồng lực đạo, chỉ cảm thấy chưởng lực của đối phương yếu hơn mình rất nhiều, nhưng yếu mà không suy, nhẹ mà không kiệt. Chưởng lực của lão càng đẩy ra càng mạnh, song Trương Thúy Sơn vẫn chống đỡ được. Tạ Tốn bèn đưa tay trái ra
nhắm đỉnh đầu Trương Thúy Sơn mà đè xuống. Trương Thúy Sơn cánh tay trái hơi co lại, dùng chiêu hoành giá kim lương chống đỡ. Võ công phái Võ Đan vốn lấy sự mềm khích làm sở trường, các phái khác không thể bì kịp. Võ công đôi bên tuy chênh lệch rất xa, nhưng Trương Thúy Sơn vận dụng tâm pháp sư truyền, Tạ Tốn nhất thời vẫn chưa làm gì được. Hai người đấu chưởng một hồi, Trương Thúy Sơn mồ hôi như tắm, người ướt đẫm, sốt ruột nghĩ thầm: sao Ân Tố Tố còn chưa xuất thủ, lão ta toàn lực tấn công ta. Ân Tố Tố mà phóng ngân châm vào các huyệt của lão thì dù không hạ được lão cũng buộc lão phải thu chưởng chống đỡ. Chỉ trong một sát na, lão sẽ lập tức bị trúng thương bởi chưởng lực của ta. Điều đó Tạ Tốn sớm đã nghĩ tới. Lão cứ ngỡ rằng khi lão dùng song chưởng tấn công, Trương Thúy Sơn lập tức sẽ bị trọng thương. Ai ngờ chàng tuy trẻ tuổi mà nội công lại phi phàm, chống đỡ đến hết một tuần trà mà vẫn chưa núng thế. Hai người tỉ thí chưởng lực, đồng thời nghe ngóng động tĩnh từ phía Ân Tố Tố. Trương Thúy Sơn ngưng khí ở ngực, không dám mở miệng gọi nàng. Tạ Tốn thì không đến nỗi đó, nói: tiểu cô nương, người chưa động thủ là khôn đó. Nếu không ta biến chưởng thành quyền thì ý trùng nhân của người sẽ đứt hết gân cốt. Ân Tố Tố nói: Tạ tiền bối, chúng giảng bối bằng lòng đi theo tiền bối, mau thu chưởng lại đi. Tạ Tốn nói: Trương tướng công nghĩ sao? Trương Thúy Sơn sốt ruột hết mức, trong bụng kêu thầm: phóng ngân châm đi, phóng đi, cơ hội hiếm có này sao không nắm bắt. Ân Tố Tố vội nói: Tạ tiền bối, mau thu chưởng lại, nếu không giảng bối sẽ liều mạng với Tạ tiền bối. Tạ Tốn kỳ thực cũng sợ Ân Tố Tố bất ngờ dùng ngân châm tập kích lão. Khoang thuyền thì chật hẹp, ngân châm nhỏ xíu, trong bóng tối phóng ra chỉ e vô hình vô thanh, thật chẳng dễ gì mà đối phó. Dù lão có lập tức đánh chết Trương Thúy Sơn cũng không đạt ý muốn. Lão nghĩ thầm: con bé kia sợ uy thế của ta không dám động thủ, chứ không thì trong tình cảnh này chỉ e cả ba sẽ cùng phải chết. Bèn nói: nếu các người không có ý gì khác, ta có thể tha mạng cho cả hai. Ân Tố Tố nói: tiểu nữ không hề có ý gì khác cả. Tạ Tốn nói: vậy người lập thể thay hắn đi. Ân Tố Tố nghĩ một chút rồi nói: Trương Ngũ Hiệp, hai ta không phải là địch thủ của Tạ tiền bối, thôi thì mình theo Tạ tiền bối ra quan đảo ở một vài năm. Với tài trí của mình, việc tìm ra bí mật của Thanh Đao Đồ Long đối với Tạ tiền bối hoàn toàn không phải là chuyện khó. Thôi, để muội lập thể thay chàng vậy. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: thề với giả thuốc, mau phóng ngân châm, mau phóng ngân châm đi. Khổ nỗi chàng không thể mở miệng, trong đêm tối chẳng có cách gì ra hiệu cho nàng. Huống hồ cả hai tay đều đang dính chặt vào tay của đối phương, muốn ra hiệu cũng chẳng được. Ân Tố Tố thấy Trương Thúy Sơn trước sau không lên tiếng, bèn nói: chúng tôi, Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn, quyết ý theo Tạ tiền bối sống trên quan đảo cho đến khi tìm ra bí mật của Thanh Đao Đồ Long. Nếu chúng tôi có dị tâm, xin chịu chết với đao kiếm. Tạ Tốn cười nói: chúng ta là con nhà võ, chết dưới đao thì có gì là lạ. Ân Tố Tố nghiến răng nói: được rồi, vậy thì tiểu nữ không sống đến năm 20 tuổi. Tạ Tốn cười ha hả, thu chưởng về. Trương Thúy Sơn toàn thân thoát lực, ngồi bệt xuống sàn thuyền. Ân Tố Tố vội đánh lửa, thắp đèn dầu, thấy mặt chàng vàng như nghệ, hơi thở yếu ớt, thì nàng cuống quýt lo sợ, vội rút khăn tay lau mồ hôi đầm đìa trên mặt chàng. Tạ Tốn cười nói: đệ tử phái Võ Đàn quả nhiên danh bất hư truyền, giỏi lắm. Trương Thúy Sơn giận Ân Tố Tố bỏ lỡ cơ hội hiếm có, không phóng ngân châm đánh địch, nhưng thấy nàng rưng rưng lệ, vẻ mặt đầy lo lắng, quả thật chí tình với chàng, thì cảm động thở dài. Toan nói vài lời an ủi, bỗng thấy trước mắt tối sầm, trong cơn miên man còn nghe loáng thoáng tiếng kêu của Ân Tố Tố: lão Tạ kia, lão đánh chết Trương Ngũ Ca rồi, ta quyết liều mạng với lão. Tạ Tốn chỉ cười ha hả. Đột nhiên thân hình Trương Thúy Sơn chao qua một bên,
lăn đi mấy vòng, có tiếng Tạ Tốn, Ân Tố Tố cùng hét lớn, lẫn trong tiếng gió rít ù ù, tiếng sóng ầm ầm, tưởng như có hàng ngàn hàng vạn con sóng cùng ập tới. Trương Thúy Sơn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá, mồm mũi đầy nước mặn. Chàng vốn đang mê man, bị nước lạnh tạt vào người nên tỉnh lại. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên đó là: chẳng lẽ đắm thuyền rồi sao? Chàng không biết bơi, vội quờ quạng đứng dậy, dán thuyền dưới chân chao mạnh qua bên trái. Nước trong thuyền hắt cả ra ngoài, nhưng cuồng phong vẫn rú rít, xung quanh người toàn là nước biển. Chàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nghe Tạ Tốn quát to: Trương Thúy Sơn, mau ra đuôi thuyền giữ tay lái. Tiếng quát ấy vang như sấm, trong cảnh gió to sóng cả vẫn toát ra đầy vẻ uy nghiêm. Trương Thúy Sơn không kịp nghĩ ngợi, nhảy ngay về phía đuôi thuyền. Chỉ thấy một bóng đen bay qua, một thủy thủ đã bị sóng lớn hất ra khỏi thuyền xa tới mấy trượng, tiếp đó bị sóng cuốn mất tiêu. Trương Thúy Sơn chưa tới được đuôi thuyền, lại có một con sóng khác ập tới. Con sóng này không khác gì một bức tường nước khổng lồ, chỉ nghe sầm một tiếng đã đánh văng mấy tấm ván thuyền bay đi. Lúc này võ công khổ luyện một đời của Trương Thúy Sơn có dịp sử dụng, hai chân chàng xuống tấn trên mặt sàn như đóng đinh vào ván, không hề lay chuyển. Chờ con sóng đi qua mới sải bước tới đuôi thuyền, giơ tay giữ chặt tay lái. Chỉ nghe mấy tiếng phập phập rất mạnh, Tạ Tốn đã dùng lan nha bổng đánh gãy cột buồm chính và cột buồm đằng mũi. Hai cây cột buồm mang theo hai cánh buồm trắng rơi luôn xuống biển. Nhưng gió quá lớn, lúc này tuy chỉ còn một cột buồm ở phía đuôi còn no gió, nhưng thuyền vẫn cứ nghiêng ngả qua lại, quay cuồng trồi hợp trên mặt biển. Tạ Tốn cố sức hạ cánh buồm đó xuống, mặc dù võ công đầy mình, nhưng trước cái uy của sóng gió giữa đất trời, lão cũng đành thúc thủ vô sách. Cột buồm bị nghiêng sang trái tới sát mặt nước, Tạ Tốn lớn tiếng chửi: lão tặc thiên kia, sóng gió chỉ dữ vậy? Xem chừng nếu do dự thuyền sẽ bị lật úp. Tạ Tốn đành dung lan nha bổng đánh gãy nốt cây cột buồm cuối cùng. Ba cột buồm đều gãy cả. Con thuyền giữa kinh đào hải lãng biến thành hồn ma vô chủ, chỉ theo gió mà trôi. Trương Thúy Sơn gọi to: Ân cô nương, nàng ở đâu? Chàng gọi mấy tiếng liền không nghe tiếng trả lời, gọi thêm lần cuối, chợt nghe như có tiếng khóc nghẹn ngào. Bỗng có một bàn tay vịn vào gối chàng, một con sóng lớn ào qua đầu chàng. Giữa khối nước biển ấy có người ôm chặt ngang lưng chàng. Khi con sóng đã tràn qua mặt thuyền, người ôm chàng kia đưa tay níu cổ chàng, dịu dàng hỏi: Trương Ngũ Ca, chàng nhớ muội lắm sao? Trương Thúy Sơn cả mừng, tay hữu giữ chắc tay lái, đưa tay trái ôm chặt lấy nàng thốt lên: Tạ trời tạ đất. Chàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nghĩ thầm: nàng đang ở bên ta đây, nàng không bị rơi xuống biển. Trong thời điểm bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuồng phong cự lãng cuốn xuống đáy biển, sống chết chỉ trong gang tấc. Chàng bỗng phát hiện rằng chàng lo cho sự an nguy của Ân Tố Tố còn hơn cả cho chính mình. Ân Tố Tố nói: Trương Ngũ Ca, hai ta có gì thì chết chung với nhau. Trương Thúy Sơn nói: đúng, hai ta có gì thì chết chung với nhau. Nếu ở cảnh ngộ thông thường, hai người chính tà khác biệt, phải suy tính rất nhiều. Dù có tình luyến ái đầm thắm, cũng chẳng thể chỉ trong giây lát đã hai lòng như một. Còn lúc này, hai người ôm chặt lấy nhau, xung quanh họ tối như mực, thân thuyền cứ kêu răng rắc không ngừng, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát, thì trong lòng họ lại cảm thấy êm ái ngọt ngào lạ lùng. Sau một phen đấu chưởng với Tạ Tốn, Trương Thúy Sơn bị kiệt sức, nhưng giờ được khích lệ bởi ái tình của Ân Tố Tố, tinh thần chàng lập tức phấn chấn. Dẫu bốn bề sóng to gió cả, trước sau chàng vẫn giữ vững tay lái, không chút ngã nghiêng. Tất cả số thủy thủ câm điếc đều đã bị cuốn xuống biển. Trận cuồng phong bạo vũ này ập đến không một điềm báo trước. Thì ra dưới đáy biển
đột nhiên có địa chấn, cộng với sự kích động của hải lưu, khí lưu mà gây nên giông bão. Nếu Tạ Tốn và Trương Thúy Sơn không phải là những người có võ công cao siêu, hẳn đã chẳng thể trụ nổi. Cũng may con thuyền này kiên cố, tuy nóc khoang, gián thuyền bị đánh dở sơ sát, nhưng thân thuyền vẫn nguyên dạng. Trên đầu mây đen đầy trời, mưa xuống như trút, bốn bề sóng cao như núi, chẳng thể phân biệt đông tây nam bắc. Mà dù có biết phương hướng thì cột buồm đã gãy cả rồi, họ cũng chẳng cách gì lái thuyền đi được. Tạ Tốn đi tới đuôi thuyền nói: Trương huynh đệ, rất may là có người, thôi để ta cầm lái, hai người vào trong khoang mà nghỉ đi. Trương Thúy Sơn đứng dậy trao lại tay lái cho Tạ Tốn, nắm tay Ân Tố Tố định bước đi thì một con sóng lớn bay tới hất văng hai người ra khỏi thuyền. Con sóng này ập tới quá đột ngột, hai người hoàn toàn không kịp phòng bị. Trương Thúy Sơn vừa cảm thấy kinh hoàng thì thân hình đã bị hất tung lên không. Lúc rơi xuống thì dưới chân đã là các lớp sóng dồi. Tay trái vội chộp lấy cổ tay Ân Tố Tố, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: ta sẽ chết cùng nàng dưới biển cả, quyết không rời nhau. Tay trái chàng vừa nắm được cổ tay của Ân Tố Tố thì đột nhiên có một sợi dây chảo quấn vào cánh tay phải, chỉ cảm thấy thân hình được kéo bay ngược trở lại, vượt qua ngọn sóng trở lên thuyền. Thì ra Tạ Tốn kịp thời phát giác, đã tung ngay sợi dây cột buồm ở dưới chân ra, cuốn lấy hai người trở lại thuyền. Bịch bịch hai tiếng, hai người đã nằm trên gián thuyền. Một phen chết đi sống lại, quả thật không ai ngờ. Tạ Tốn cũng kêu lên: may quá. Dí thử, dưới chân không có sẵn sợi dây chảo cột buồm thì tài ba gấp 10 lần hơn cũng chẳng cứu nổi. Trương Thúy Sơn dìu Ân Tố Tố vào trong khoang. Con thuyền lúc thì trồi lên cao như lao lên đỉnh núi, lúc lại hẩn hụt như rơi xuống vực sâu. Nhưng hai người vừa trải qua giây phút nguy nan, lúc này chẳng còn chú ý tới hiện trạng nữa. Ân Tố Tố ngã người vào lòng Trương Thúy Sơn, kề môi bên tai chàng, dịu dàng nói: Trương Ngũ Ca, nếu hai ta không chết, muội muốn được vĩnh viễn sống bên chàng. Trương Thúy Sơn ngây ngất nói: ta cũng đã định nói với nàng một câu, khắp thế gian này, chân trời, góc biển, hai ta mãi mãi bên nhau. Ân Tố Tố vui mừng vô hạn, nhắc lại: khắp thế gian này, chân trời góc biển, hai ta mãi mãi bên nhau. Hai người má tựa vai kề, thầm cảm tạ trận giông tố đáng sợ này. Tạ Tốn thì trong bụng không ngớt kêu than, dù võ công cao cường đến mấy, trước cuồng phong hải lãng cũng đành thúc thủ, đành phó mặc cho trời. Sóng gió muốn đẩy tới đâu thì tùy. Giông tố kéo dài hơn 3 canh giờ mới giảm dần. Mây đen trên trời dần dần tan hết, trời sáng ánh sau đêm. Trương Thúy Sơn đi tới đuôi thuyền nói: đa tạ tiền bối đã cứu mạng hai tiểu nhân. Tạ Tốn lạnh lùng nói: câu đó e rằng còn quá sớm. Tính mạng ba chúng ta 89/10 đang ở trong tay tặc lão thiên. Trong đời Trương Thúy Sơn chàng chưa bao giờ nghe ai thêm chữ tặc vào chữ lão thiên. Thầm nghĩ người này hận đời tới mức chẳng còn úy kỵ gì nữa. Song nghĩ lại, con thuyền nhỏ bé cô đơn trôi dạt trên biển cả mênh mông, ngó bộ không mấy hy vọng. Chàng và Ân Tố Tố vừa mới thổ lộ ái tình với nhau, đang vô cùng lưu luyến thế gian, khác gì mỹ tử vừa rót vào chén ngọc lại bị kẻ khác đoạt mất. Cái cảnh tạo hóa trớ trêu với ba chữ tặc lão thiên càng ngẫm kỹ càng thấm thía. Chàng thở dài, cầm lái thay Tạ Tốn. Lão đã hơn nửa ngày vất vả mỏi mệt, liền vào khoang nằm nghỉ. Ân Tố Tố ngồi bên Trương Thúy Sơn, ngẩng đầu nhìn sao trời. Theo cái cán gáo chòm bắt đầu tìm thấy sao Bắc Cực. Nàng thấy con thuyền thuận dòng hải lưu đang trôi về phương Bắc, bèn nói: Ngũ Ca, thuyền cứ trôi mãi lên phương Bắc thế này. Trương Thúy Sơn nói: đúng thế, giá như thuyền trôi sang hướng Tây, chúng mình mới có hy vọng về nhà. Ân Tố Tố thừ người một lát rồi nói: giả sử thuyền cứ đi mãi về phía đông, không biết sẽ tới đâu. Trương Thúy Sơn nói: phía đông là biển khơi vô tận, chỉ lên đến 7-8 ngày là chúng ta hết nước uống. Ân Tố Tố mới hưởng phong vị ái tình
như mơ như say, không muốn nghĩ đến cảnh đau thương chết chóc, nói: "Nghe người ta bảo ngoài biển Đông có núi Tiên, ở đó các vị tiên trường sinh bất lão, không chừng chúng ta sẽ tới được đảo Tiên, gặp các vị tiên mỹ lệ ha." Nàng ngẩn nhìn dải ngân hà trên trời, nói tiếp: "Thuyền ta cứ trôi mãi, có khi đến dải ngân hà, chúng mình sẽ gặp Ngưu Lang chức nữ trên cầu Ô Thước cũng nên." Trương Thúy Sơn cười nói: "Mình đem thuyền tặng cho Ngưu Lang, mỗi khi chàng ta muốn gặp chức nữ thì chỉ việc chèo thuyền qua sông, khỏi phải đợi đến mùng 7 tháng 7 mới qua cầu gặp được." Ân Tố Tố nói: "Mình đem thuyền tặng cho Ngưu Lang rồi, hai đứa mình muốn gặp nhau biết lấy gì mà đi." Trương Thúy Sơn mỉm cười nói: "Khắp thế gian này, chân trời góc biển, hai ta mãi mãi bên nhau. Đã ở bên nhau rồi, còn phải bơi thuyền qua ngân hà làm chi?" Ân Tố Tố cười sung sướng, mặt tươi như hoa mới nở, nắm lấy tay Trương Thúy Sơn mà vuốt ve. Hai người tình cảm chứa chan như mật ngọt, tựa hồ có biết bao điều muốn nói, song lại thấy không cần phải nói thành lời. Hồi lâu, Trương Thúy Sơn cúi xuống, thấy Ân Tố Tố mắt rưng rưng lệ, vẻ mặt u buồn, vội hỏi: "Nàng nghĩ gì vậy?" Ân Tố Tố nói nhỏ: "Trên thế gian, dưới đáy biển, muội được ở bên chàng, nhưng mai sau chết đi, chàng được lên thiên đường, còn muội, muội phải xuống địa ngục." Trương Thúy Sơn nói: "Đừng nói bậy nè." Ân Tố Tố thở dài: "Muội biết mà, trong đời muội đã làm nhiều việc ác, giết hại không biết bao nhiêu người." Trương Thúy Sơn kinh hãi, thầm hiểu nàng là kẻ tàn ác, với chàng thực không phải mối lương duyên, nhưng phần thì ái tình đã đậm đà, phần thì trong cảnh thập tử nhất sinh giữa biển cả, hãy khoan tính chuyện mai sau, bèn an ủi nàng: "Từ nay nàng hãy sửa lỗi hướng thiện, tích công tích đức cho dày. Người đời có câu: biết lỗi mà sửa, không gì thiện hơn đó." Ân Tố Tố lặng thinh. Lát sau nàng bỗng khe khẽ cất giọng ca khúc Sơn Pha Dương: "Chàng với thiếp, thiếp với chàng, hai đàn cùng thương nhớ. Hỡi oan gia, sao kết mối duyên này? Kịp khi thác xuống tuyền đài, Diêm Dương ném vào cối giả, lấy cưa cưa đầu, bỏ vào giặc dầu, giặc dầu ối a. Sống mà phạm tội, chết ắt mang gông, ối à mang gông. Ối chao lửa cháy, cháy xém lông mày. Mau quay đầu lại, quay đầu lại mau." Bỗng từ trong khoang thuyền vọng ra tiếng nói lớn của Tạ Túng: "Khúc ca hay, hay lắm. Ân cô nương, ta thấy cô nương hợp ý ta hơn hẳn cái gã Trương tướng công giả nhân giả nghĩa kia." Ân Tố Tố nói: "Tiền bối và tiểu nữ đều là kẻ ác, sau này sẽ bị đọa đày." Trương Thúy Sơn nói nhỏ: "Nếu sau này nàng bị đọa đày, ta sẽ cùng chịu cảnh đọa đày với nàng." Ân Tố Tố vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, chỉ thốt lên được hai tiếng: "Ngũ ca." Hôm sau trời vừa sáng, Tạ Tốn dùng lan nha bổng đánh được một con cá chừng 10 cân. Cây lan nha bổng có móc câu ở đầu, dùng làm dụng cụ đánh cá rất tiện lợi. Ba người bị đói đã 2 ngày, cá sống ăn rất tanh nhưng vẫn thấy ngon lành. Trên thuyền không có nước ngọt, đành ép thịt của cá lấy nước tạm uống cho đỡ khát. Hải lưu vẫn chảy về phía bắc, đẩy con thuyền không ngừng trôi về hướng đó. Ban đêm, sao Bắc Cực cứ lấp lánh ở mũi thuyền. Mặt trời mọc phía hữu, lặn bên phía tả. 10 ngày liên tục như vậy, con thuyền không hề đổi hướng. Khí hậu mỗi ngày thêm lạnh, Tạ Tốn và Trương Thúy Sơn nội công thâm hậu còn chịu được, Ân Tố Tố thì ngày càng tiều tụy. Trương Tạ hai người phải cởi áo ngoài cho nàng mặc, cũng chỉ đỡ rét phần nào. Trương Thúy Sơn nhìn nàng gượng vui, cố chống đỡ cái lạnh, thì trong lòng rất thương. Nếu con thuyền cứ tiếp tục trôi ít hôm nữa về phương Bắc, không khéo Ân Tố Tố bị chết cống mất thôi. Thật may là trời còn thương. Một hôm, thuyền đột nhiên trôi vào giữa một đàn hải cẩu. Tạ Tốn dùng lan nha bổng đánh chết mấy con.
ba người lột da hải cẩu làm áo khoác lên người rất ấm. Thịt hải cẩu ăn cũng được, cả ba vô cùng sung sướng. Chiều nọ, ba người đang ngồi ở đuôi thuyền trò chuyện. Ân Tố Tố cười hỏi: "Loại cầm thú nào tốt nhất trên thế gian vậy?" Cả ba cùng cười đáp: "Hải cẩu." Chợt có mấy tiếng ken con nghe rất lạ, ba người ngẩn ngơ. Tạ Tốn tái mặt kêu lên: "Bằng trôi!" Lão lấy lan nha bổng thập xuống biển khoắng mấy cái, quả nhiên lan nha bổng đụng phải một số khối đá cứng. Lúc này tâm tình cả ba người tức thời trở nên lạnh lẽo như băng giá, hiểu rằng nếu con thuyền tiếp tục ngày đêm trôi lên phương Bắc sẽ càng ngày càng lạnh. Bây giờ trên biển chỉ xuất hiện các tảng băng nhỏ, dần dần mặt biển sẽ đầy băng, con thuyền sẽ bị kẹt trong băng không di động được, cả ba sẽ hết đường sống sót. Trương Thúy Sơn nói: "Trong sách Trang Tử, Tiêu Dao Du có câu: tại miền cực Bắc có biển tối gọi là ao trời. Chúng ta đã đến ao trời rồi chăng?" Tạ Tốn nói: "Không phải ao trời thì cũng là biển tối, biển chết." Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nhìn nhau mà cười khổ. Tối và đêm hôm đó, ba người cứ nghe tiếng các khối băng va vào nhau ken con liên tục, không ai ngủ được. Sáng hôm sau, mặt biển đã đầy các cục băng to bằng cái đấu, va vào thuyền nghe cùng cục. Tạ Tốn cười nhăn nhó nói: "Ta si tâm vọng tưởng, muốn tìm bí mật ẩn chứa trong thành đào đồ long, nào ngờ lại đến biển băng làm người băng, thành băng nhân mai mối cho hai người, thật là danh phó kỳ thực." Ân Tố Tố đỏ mặt đưa tay nắm tay Trương Thúy Sơn. Tạ Tốn cầm thanh đao đồ long lên hậm hực nói: "Thôi thì ta cho mi xuống long cung, để mi giết rồng mẹ rồng con gì thì giết." Lão toan quẳng thanh đao xuống biển, nhưng nghĩ sau đó lại thở dài ném vào trong khoang thuyền. Lại trôi về phương Bắc 4 ngày nữa, các khối băng nổi trên mặt biển đã to như cái bàn, cái nhà. Ba người hiểu rằng tình thế vô phương cứu vãn, chẳng thiết nghĩ đến chuyện sống chết nữa. Hôm đó, nửa đêm đang ngủ, bỗng nghe sình một tiếng lớn, con thuyền rung chuyển rất mạnh. Tạ Tốn kêu to: "Được lắm, hay lắm đấy, đụng cha nó vào núi băng rồi." Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nhìn nhau cười khổ, ngồi xích lại gần nhau. Chỉ thấy nước biển lạnh buốt cứ từ từ dâng lên ngập tới bắp chân, hiển nhiên đáy thuyền đã bị vỡ thủng. Rồi tiếng Tạ Tốn nói to: "Hãy nhảy lên núi băng đi, sống thêm ngày nào hay ngày đó. Tạc lão thiên muốn ta chết sớm, ta không chịu, xem tạc lão thiên làm gì nổi ta." Trương Ân hai người dọt ra mũi thuyền, trước mặt sáng lóa lên như ánh trăng một tòa núi băng lớn màu xanh tím, trông vừa đẹp lạ lùng vừa đáng sợ. Tạ Tốn đã đứng trên một tảng băng hình thoi bên sườn núi băng, chìa cây lan nha bổng cho hai người níu lấy. Ân Tố Tố giơ tay kéo mạnh nó một cái, cùng Trương Thúy Sơn nhảy lên núi băng. Đáy thuyền thủng một lỗ quá lớn, nên chỉ chừng ăn xong một bữa cơm, con thuyền đã chìm nghỉm mất tâm. Tạ Tốn lấy hai tấm da hải cẩu trải xuống mặt băng, ba người kề vai ngồi xuống. Tòa núi băng này trông như một hòn núi nhỏ trên đất liền, nhìn ra chiều ngang chừng 20 trượng, chiều dọc chừng 8-9 trượng. So với con thuyền thì mặt băng rộng rãi hơn nhiều. Tạ Tốn ngẩng mặt lên trời hú một tiếng nói: "Ở dưới thuyền mãi buồn quá, thôi ta lên đây, càng được giãn gân giãn cốt." Đoạn lão đứng dậy đi đi lại lại trên núi băng, ra chiều đắc ý lắm. Mặt băng tuy trơn trượt, nhưng bước đi của lão trầm ổn, cứ như đi trên đất liền bằng phẳng vậy. Núi băng theo chiều gió và thủy lưu vẫn không ngừng trôi về phương Bắc. Tạ Tốn cười nói: "Tạc lão thiên tặng chúng ta một con thuyền lớn này, đón chúng ta đi hội kiến Bắc Cực tiên ông đây mà." Ân Tố Tố hình như chỉ cần có Tình Lang bên cạnh là thỏa lòng. Dù trời có sập, nàng cũng chẳng màng. Trong ba người, chỉ một mình Trương Thúy Sơn cao mày, buồn rầu về vận nguy trước mắt. Núi băng lại trôi về hướng Bắc 7-8 ngày nữa.
Ban ngày băng trắng phản chiếu ánh nắng làm cháy rám da người, mắt bị chói sưng tấy lên. Thành thử ban ngày họ lấy tấm da hải cẩu chùm đầu mà ngủ, chiều tối mới trở dậy bắt cá săn hải cẩu. Kể cũng lạ thật, càng đi lên phương Bắc ngày càng dài ra. Về sau ban ngày dài đến 11 canh giờ, ban đêm chỉ còn 1 canh giờ. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố càng lúc càng uể oải, mặt mày tiều tụy. Riêng Tạ Tốn thần sắc dần dần khác thường, mắt phóng ra những tia sáng quái dị, thường dậm chân chỉ tay lên trời mà chửi mắng. Những lời lẽ oán độc trong lòng cứ thế xổ ra, không còn kiềm chế được nữa. Một chiều nọ, Trương Thúy Sơn đang che tấm da hải cẩu nằm ngủ, bỗng nghe có tiếng Ân Tố Tố kêu to: "Buông ta ra, buông ra!" Trương Thúy Sơn vội bật dậy. Dưới ánh sáng lấp lóa của núi băng, thấy Tạ Tốn đang ôm chặt vai Ân Tố Tố, miệng cứ phát ra tiếng gầm gừ như mãnh thú. Mấy hôm nay Trương Thúy Sơn thấy Tạ Tốn thần sắc quái dị đã ngầm đề phòng, nhưng không ngờ lão lại xâm phạm Ân Tố Tố, thì chàng bất giác vừa ngạc nhiên vừa tức giận, nhảy vụt tới thét lớn: "Buông tay ra!" Tạ Tốn lầm lì nói: "Tên gian tặc kia mày giết chết thê tử của ta được, hôm nay ta sẽ bóp chết thê tử của mày, cho mày phải sống cô quạnh một mình trên trần thế này." Đoạn lão dùng tay trái bóp cổ Ân Tố Tố. Ân Tố Tố kêu thất thanh một tiếng á. Trương Thúy Sơn kinh hãi nói: "Vẫn bối không phải là kẻ cừu địch của tiền bối, vẫn bối không hề giết chết thê tử của tiền bối. Tiền bối hãy mau tỉnh lại đi. Vẫn bối là Trương Thúy Sơn, Trương Thúy Sơn phái Võ Đan ấy mà, không phải là cừu địch của tiền bối đâu." Nhưng Tạ Tốn ngẩn ngơ nói: "Nữ nhân này là ai? Có phải là mụ vợ của mi không?" Trương Thúy Sơn thấy lão nắm cổ Ân Tố Tố rất lo sợ, vội nói: "Đó là Ân cô nương, Tạ tiền bối, nàng không phải là thê tử của cựu địch đâu." Tạ Tốn gầm lên: "Bất kể nó là ai, thê tử của ta bị người giết hại, mẫu thân của ta bị người giết hại rồi, ta phải giết sạch nữ nhân trong thiên hạ." Đoạn tay trái bóp mạnh, Ân Tố Tố lập tức cảm thấy khó thở, không kêu được tiếng nào. Trương Thúy Sơn thấy Tạ Tốn đột nhiên phát điên, không thể nói lý lẽ, vội ngưng khí dồn vào hữu chưởng mà vỗ vào hậu tâm của lão ta. Tạ Tốn hất tay trái ra sau đánh lại một chưởng. Trương Thúy Sơn loạng choạng, vì mặt băng trơn trượt nên chàng ngã lăn ra. Tạ Tốn tung chân phải đá vào eo chàng. Trương Thúy Sơn biến chiêu thật lẹ, đẩy tay xuống băng, giọt người lên, dùng ngón tay điểm huyệt ở đầu gối Tạ Tốn. Tạ Tốn đá chân đến nửa đường thì giật ngược về, hữu chưởng đánh xuống đỉnh đầu chàng. Ân Tố Tố nghiêng người, dùng tay trái chém xuống đầu Tạ Tốn. Tạ Tốn chẳng để ý, tiếp tục giáng chưởng xuống đầu Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn dùng song chưởng đưa ra tiếp một chưởng của lão, tức thời cảm thấy ngực khó thở, chân khí không thể dựng lên nổi. Cú chém của Ân Tố Tố thì trúng vào gáy Tạ Tốn. Chỉ thấy gáy của lão ta vừa dai vừa cứng, tay nàng bị dội trở ra, cạnh bàn tay tê dại đau điếng. Tạ Tốn hai mắt đỏ ngầu như tóe lửa, bàn tay hộ pháp của lão lại đưa ra tóm lấy cổ nàng. Nàng kêu lên thất thanh. Ngay lúc ấy, phía trước bỗng sáng bừng, ở phương Bắc hiện ra một khung cảnh màu sắc kỳ dị khó tả. Vô số màu sắc diễm lệ trong bóng tối lúc nở bùng ra, lúc thu gọn lại. Ánh vàng xen lẫn màu tím nhạt, dải màu tím càng lúc càng dài ra. Màu tím xen lẫn các tia vàng lam, lục, hồng. Tạ Tốn sửng sốt kêu ồ một tiếng, buông cổ Ân Tố Tố ra. Trương Thúy Sơn cũng cảm thấy áp lực trên tay mình nhẹ hẳn đi. Tạ Tốn hai tay chắp sau lưng, đi ra màn bắc của núi băng, đăm đăm ngắm khung cảnh màu sắc kỳ ảo. Thì ra ba người theo hải lưu trôi đi, lúc này đã tới gần Bắc Cực. Khung cảnh màu sắc kỳ ảo kia gọi là Bắc Cực Quang, người Trung Hoa xưa nay chưa một ai được thấy bao giờ. Trương Thúy Sơn bước lại gần đỡ Ân Tố Tố, trống ngực hai người còn đập thình thình. Tối hôm đó, Tạ Tốn đứng ngắm Bắc Cực Quang,
không động tĩnh gì nữa. Sáng hôm sau, màu sắc nhạt dần, Tạ Tốn cũng đã hồi tỉnh. Không hiểu có quên biến chuyện phát điên chiều tối qua hay không, mà ngôn ngữ cử chỉ lại rất nho nhã. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đều nghĩ thầm: phụ mẫu thê tử của lão ta đều bị sát hại, chẳng trách lão ta quá đau lòng. Nhưng không biết cựu nhân của lão là ai nhỉ? Chỉ sợ bệnh điên của lão tái phát, hai người không dám nhắc đến chuyện đó. Cứ thế mấy ngày nữa, núi băng tiếp tục trôi lên phương Bắc. Tạ Tốn lại bắt đầu chửi rủa: tặc lão Thiên, mỗi lúc một thậm tệ hơn. Lắm lúc ánh mắt lão lại tóe ra tia sáng long sòng sọc như của mãnh thú. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố tuy không nói ra lời, nhưng đều ngấm ngầm đề phòng, chỉ e lão ta bất chợt nổi điên. Một ngày kia, mặt trời đỏ ối cứ dừng lại mãi ở trên mặt biển phía tây, không chịu lặn xuống biển. Tạ Tốn đột nhiên nhảy lên, chỉ vầng dương mà lớn tiếng lăng mạ: cái mặt trời kia, mi cũng chọc tức ta. Tặc Thái Dương, quỷ Thái Dương, ta mà có cây cung cứng, mũi tên dài, thì chỉ bắn một phát là xuyên thủng cái mặt mi. Lão đột ngột chém mạnh tay xuống băng, làm dở một tảng lớn, nhặt lên ném về phía mặt trời. Tảng băng văng xa 20 trượng, rơi tõm xuống biển. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố thầm kinh hãi mà nghĩ bụng: cánh tay người này khỏe thật, nếu là mình chỉ e ném không xa bằng một nửa. Tạ Tốn ném hết tảng này đến tảng khác, tổng cộng 60-70 tảng mà kinh lực không suy giảm. Lão cứ ném tới ném lui, tựa hồ chưa tính đúng khoảng cách bao xa với mặt trời vậy. Rồi lão đá lung tung vào băng, khiên vụn băng bay tứ tung. Ân Tố Tố can: Tạ tiền bối, hãy nghĩ đã, đừng có chấp quỷ Thái Dương làm gì. Tạ Tốn ngoảnh lại, mắt dằn lên các tia máu, ngẩn ngơ nhìn nàng. Ân Tố Tố thầm hoảng sợ, gượng nở nụ cười. Tạ Tốn bỗng nhiên hét lên, nhảy tới ôm lấy nàng, nói: ta giết mi, ta giết mi, tại sao mi lại giết mẫu thân ta, giết nhi tử của ta? Ân Tố Tố tưởng như nàng đang bị kẹp trong một cái lồng sắt, và cái lồng ấy cứ xiết lại dần dần. Trương Thúy Sơn vội gỡ tay Tạ Tốn ra, nhưng cánh tay lão ta không hề nhúc nhích. Thấy Ân Tố Tố lè lưỡi, nghẹt thở đến nơi, chàng liền dung chưởng giáng vào huyệt thần đạo ở hậu tâm của lão ta. Nghe hự một tiếng, ai ngờ chưởng này như trúng vào sắt. Tạ Tốn vẫn cứ gầm gừ như dã thú, vòng tay càng siết chặt thêm. Trương Thúy Sơn nói: lão mà không buông ra, tại hạ sẽ sử dụng binh khí đó. Thấy lão ta chẳng lý gì đến, chàng bèn rút cây phán quan bút, điểm mạnh vào huyệt tiểu hải ở khuỷu tay lão. Tạ Tốn dùng tay phải giật lấy cây phán quan bút, ném dèo xuống biển. Ân Tố Tố thấy vòng tay lão lỏng ra, vội chuội xuống mà thoát ra ngoài. Tạ Tốn tả chưởng đánh xéo vào cổ Trương Thúy Sơn, tay hữu thì chộp lấy vai Ân Tố Tố. Nghe rẹt một tiếng, cái áo da hải cẩu của nàng đã bị 5 ngón tay của lão cào rách một đường. Trương Thúy Sơn biết nếu chàng né tránh, Ân Tố Tố hẳn sẽ bị Tạ Tốn chộp được, bèn tức thời sử chiêu tự tại phi hoa trong miên chưởng để chế ngự chưởng lực của lão ta. Ai dè bàn tay chàng và cạnh bàn tay của lão vừa chạm vào nhau, lập tức cảm thấy có một sức hút cực mạnh, không tài gì tách ra, đành vận nội kình chống đỡ. Sau khi dùng một chưởng chế ngự Trương Thúy Sơn, Tạ Tốn liền kéo chàng về phía Ân Tố Tố. Ân Tố Tố tung mình nhảy lên, hai chân chưa chạm xuống đất thì Tạ Tốn đá một cái, làm 7-8 cục băng bay lên. Có cục trúng vào đùi phải của nàng, nàng kêu ối và ngã lăn xuống. Tạ Tốn đột nhiên phát xuất chưởng lực đánh Trương Thúy Sơn văng xa mấy trượng, lực văng rất mạnh. Trương Thúy Sơn rơi xuống mép núi băng, băng trơn khiến chân phải của chàng vừa tính đứng lên thì lại bị trượt. Nghe một tiếng, chàng đã rơi xuống biển. Trương Thúy Sơn tay trái dùng ngân câu móc vào núi băng, mượn thế nhảy lên, ngỡ rằng Ân Tố Tố đã rơi vào tay Tạ Tốn. Không ngờ dưới ánh trăng xuông, chỉ thấy Tạ Tốn hai tay ôm mắt rên rỉ đau đớn, còn Ân Tố Tố thì nằm trên mặt băng.
Trương Thúy Sơn vội giọt tới đỡ nàng dậy. Ân Tố Tố nói nhỏ: Muội phóng trúng mắt lão ta rồi. Lời chưa dứt, Tạ Tốn gầm lên xông tới. Trương Thúy Sơn ôm lấy Ân Tố Tố lăn liền mấy vòng, tránh ra chỗ khác thật lẹ. Chỉ nghe bình bình nhiều tiếng, Tạ Tốn đang dùng cây lan nha bổng đánh vào núi băng. Đoạn lão ta dứt lan nha bổng xuống, hai tay nhấc một tảng băng lớn nặng hơn 100 cân, ném về phía Trương Ân hai người. Ân Tố Tố định bật dậy chạy trốn, Trương Thúy Sơn lấy tay ấn lưng nàng xuống. Hai người nấp trong hốc lõm của núi băng, không dám thở mạnh. Tạ Tốn ném tảng băng đi rồi đứng im bất động, hiển nhiên đang ngóng tìm chỗ ẩn núp của hai người. Trương Thúy Sơn thấy hai mắt lão chảy hai dòng máu tươi thì biết Ân Tố Tố đang cơn nguy cấp, rốt cuộc đã phóng ngân châm. Tạ Tốn lúc ấy thần trí hôn mê, không hề đề phòng, cả hai mắt đều trúng kim, hóa thành người mù. Nhưng thính giác của lão cực kỳ linh mẫn, chỉ cần một tiếng động nhỏ lão cũng sẽ chồm tới. Hậu quả ra sao thật khó lường. Cũng may trên biển còn có tiếng sóng ì ầm, tiếng gió ù ù, tiếng các khối băng đụng nhau át đi tiếng thở của hai người, chứ không thì khó bề thoát khỏi độc thủ của Tạ Tốn. Tạ Tốn nghe ngóng một hồi, trong tiếng sóng, tiếng gió, tiếng băng đụng nhau, lão không thể phát hiện nổi chỗ hai người đang nứt. Hai mắt lại đau nhức, trước mắt toàn một màu tối đen. Lão vừa cuồng nộ, vừa hoảng sợ, kêu rống lên, tay đấm, chân đá, loạn xạ vào núi băng. Nhặt các cục băng ném tứ phía, nghe cứ rầm rầm liên hồi. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nép sát vào nhau, sợ mà mặt cắt không còn hột máu. Có vô số cục băng bay dèo dèo qua đầu, lỡ trúng một cục thôi cũng đủ tán mạng. Trận ném băng của Tạ Tốn kéo dài nửa canh giờ, mà Trương Ân hai người tưởng chừng kéo dài đến mấy năm. Tạ Tốn ném băng chán chê, không thấy hiệu quả, bèn dừng tay nói: Trương tướng công, Ân cô nương, vừa rồi Tạ mổ nhất thời hồ đồ, nổi điên phá phách, chắc là mạo phạm, những mong hai vị đừng trách. Lời lẽ ôn tồn, khiêm hòa, thần thái trở lại bình thường. Lão nói xong, ngồi xuống tảng băng, im lặng chờ hai người lên tiếng trả lời. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đâu dám lên tiếng trong tình cảnh này. Tạ Tốn nhắc lại vài lần, không thấy hai người hồi đáp, thì y đứng dậy, thở dài nói: Hai vị không chịu lượng thứ, thì ta cũng chẳng có cách gì khác. Đoạn lão hít một hơi thật dài. Trương Thúy Sơn giật mình, nhớ lại hôm Tạ Tốn cất tiếng hú tại Dương Bàn Sơn Đảo, khiến mọi người gục ngã. Lão ta cũng đã hít mạnh một hơi như thế này. Lão tuy mù hai mắt, nhưng tiếng hú chế ngự địch thủ thì đâu có gì khác trước. Lúc này nguy cơ sẽ ập tới liền, muốn xé áo nhét kín lỗ tai đã muộn. Chàng không kịp nghĩ ngợi gì nữa, bèn ôm Ân Tố Tố nhảy xuống biển. Ân Tố Tố chưa rõ chuyện gì thì tiếng hú của Tạ Tốn đã cất lên. Trương Thúy Sơn ôm nàng hụp xuống, nước lạnh thấu xương ngập lúc đầu, cũng che lấp luôn hai tay. Tay trái chàng cầm ngân câu móc vào núi băng, tay phải ôm Ân Tố Tố. Trừ bàn tay trái ở trên mặt nước, còn toàn thân hai người đều chìm dưới mặt nước, vậy mà vẫn nghe văng vẳng và cảm thấy uy lực của tiếng hú kia. Núi băng không ngừng trôi về phương bắc, mang theo hai người ở dưới nước bên cạnh. Trương Thúy Sơn vẫn còn mây, giả sử vừa rồi bị mất không phải là thiết bút mà là ngân câu, thì dẫu có thoát khỏi tiếng hú của Tạ Tốn cũng chết đuối dưới biển rồi. Lâu lâu hai người lại trồi mũi lên trên mặt nước, hít một hơi, hai tay vẫn chìm trong nước. 6-7 phen như thế, tiếng hú của Tạ Tốn mới ngừng. Đợt hú này quá dài, tiêu hao rất nhiều nội lực của lão. Lão cảm thấy mệt mỏi, không còn hơi sức dò tìm hai người sống chết ra sao. Lão phải ngồi xuống băng điều tức. Trương Thúy Sơn giơ tay làm hiệu, hai người lẳng lặng leo lên núi băng, giặt một ít lông hải cẩu trên mảnh da thú, nhét kín vào lỗ tai, coi như tạm qua cơn kiếp nạn. Nếu cứ ở chung với Tạ Tốn trên một núi băng, chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ, đại họa sẽ tức thời giáng xuống. Hai người buồn bã nhìn nhau, rồi nhìn về phía tây, nơi mặt trời đỏ như máu mãi vẫn chưa lặn xuống mặt biển. Họ không biết ở gần Bắc Cực ngày giờ khác hẳn, có chỗ 6 tháng là ngày liên tiếp,
6 tháng còn lại là đêm vô tận. Họ chỉ ngạc nhiên thấy bao điều quái dị, ngỡ đã tới nơi tận cùng của thế gian. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 11 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.